các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay là lần đầu tiên mình được trải nghiệm một trận bóng đá Mỹ. Hãy đi theo mình và cùng trải nghiệm nó nhé. Ok, đi thôi. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi với mình để trải nghiệm một môn thể thao được yêu thích nhất ở Mỹ nhé. Không phải là bóng rổ hay là bóng đá. À, nó là bóng đá vì người Mỹ họ gọi như vậy, nhưng chúng ta gọi nó là bóng đá kiểu Mỹ. May mắn cho mình, đội bóng của trường đại học hàng đầu thi đấu ở thành phố mà mình sống. Mọi người ở đây nói với mình rằng bóng đá giữa các trường đại học còn phổ biến hơn bóng đá chuyên nghiệp, vì bóng đá chuyên nghiệp không bùng nổ hay ghi bàn nhanh như bóng đá ở các trường đại học. Đội chơi cho thành phố này là Oregon Ducks. Họ là những người giỏi nhất trong giải đấu của họ và là số 1 toàn quốc. Trước khi trận đấu bắt đầu, trước tiên mình sẽ tìm một chiếc áo của đội để thể hiện tinh thần đồng đội. Có một biển người xung quanh mình đều mặc màu xanh lá cây và màu vàng. Mình chỉ mang theo mỗi một chiếc mũ hình linh vật con vịt Oregon Ducks thôi. Hãy vào bên trong cửa hàng Duck Store này với mình nhé. Trước khi mình xếp hàng, vé thì mua rất dễ. Trước đây thì người hâm mộ phải mua vé ở các quầy bán vé, nhưng bây giờ thì vé đều được bán trên mạng. Đó cũng là cách mà mình mua vé của mình. Mình đã mua vé của mình với giá là 89 đô cho một cái vé ngồi ngay chính giữa sân rất đẹp. Thường thì giá vé cho mỗi trận đấu sẽ thay đổi tùy vào thực lực của đối thủ. Khi mà mình cho người ta xem cái vé vào cổng của mình, người ta sẽ đóng một cái con dấu vào đây và người ta sẽ check nó để đi vào cổng. Nó giống như một cái vé để vào cổng vậy. Dennis Pinos. Cuối cùng, mình cũng đã đến được ghế của mình. Hãy đến trước 90 phút xếp hàng khi đến xem một trận đấu trực tiếp nhé. Nó thật sự hỗn loạn và đông đúc. Hãy comment ở phía dưới nếu ai trong các bạn biết vì sao họ gọi nó là môn thể thao bóng đá nhé. Nhưng mình đoán là vì trận đấu bắt đầu bằng cách đá bóng bằng chân. Nó cũng tương tự như bóng đá, khi một trong hai đội thắng tung đồng xu lúc đầu, họ sẽ được lựa chọn đá trước hay phòng thủ. Mỗi đội có 11 người chơi, họ chơi trong sân với diện tích là 91m² hoặc là 100 yard. Mục tiêu là đi đến hết cự ly 100m mà không mất bóng cho đối thủ hoặc để bóng rơi xuống đất. Tuy nhiên, trò chơi này có rất nhiều luật lệ khiến bạn khó tuân theo. Một khi bạn xem nhiều trận đấu như thế này hoặc có chồng người Mỹ, bạn sẽ hiểu và tận hưởng trận đấu như anh ấy. Trận đấu sắp bắt đầu rồi các bạn. Khi mà cái người trọng tài không đồng xu lên thì sẽ trận đấu sẽ được bắt đầu và sẽ chọn cái đội đó sẽ được chọn là sân bên nào.
Đúng vậy, vì đội Ducks đã thắng cú tung đồng xu, họ đã chọn nhận bóng và cầu thủ Oregon đã chạm đất ở vạch 30m. Vậy, nó được chơi như thế nào? Đội Ducks có 4 cơ hội để tiến lên trừ khi họ không vượt qua điểm đánh dấu màu đỏ đó. Nếu bạn xem trên TV, các đài truyền hình sẽ làm đường màu vàng từ bên này chạy dài qua bên kia. Người đứng sau là trụ cốt của đội được gọi là tiền vệ. Một khi tiền vệ nói hike hay go, anh ấy có thể ném bóng, chuyền bóng hoặc giữ bóng đến khi anh ấy bị tấn công. Tiền vệ đã ném bóng nhưng đồng đội của anh ấy đã hoàn toàn phòng thủ đến khi anh ấy trượt ra phía sau. Trong trường hợp này, anh ấy và đồng đội phải bắt đầu chơi lại nơi anh ấy đã trượt và bây giờ càng cách xa ranh giới mà cho phép họ đã có 4 lượt chơi. Mục tiêu là để anh ấy hay đồng đội của anh ấy mang bóng về lưới nhà hay còn được gọi là ghi bàn hay touchdown. Đó là một cú ghi bàn tuyệt vời, chiến thắng đó mang lại cho đội Đức 6 điểm và khi một quả bóng phát lên có giá trị thêm 1 điểm, tức là 7 điểm tổng cộng. Cả bóng đá và bóng đá Mỹ đều có cùng kết quả sau khi các đội ghi điểm, họ chia nhóm trên sân và chờ đội lấy bóng lại. Các đối thủ đến từ Colorado được gọi là những chú châu, là một đội bóng có gốc gác nhưng thật sự không cùng đẳng cấp với Oregon. Mặc dù anh chàng Colorado màu trắng quyết định không bắt bóng, đội tự động bắt đầu từ vạch ngang 20m bởi vì bóng đã được đá quá xa ra ngoài. Những quy tắc nhỏ này khá nhỏ làm cho nó trở nên khó nhớ và làm mọi người mất hứng thú. Mình biết điều này vì chồng của mình cũng cảm thấy anh ấy sẽ không bao giờ làm mình hiểu nổi môn thể thao này. Độ khó của trò chơi, người chơi, người hâm mộ, nhạc, thức uống, thậm chí cả thức ăn. Mình có thể thấy vì sao người Mỹ yêu thích môn thể thao này đến vậy và coi nó như là một phần của cuộc sống vào các ngày cuối tuần để xem hoặc đi xem trực tiếp. Đây là một mẹo, nếu các bạn cảm thấy đói và cố chen vào đám đông để mua thức ăn, hãy đi mua 10 phút trước khi nghỉ giữa hiệp nhé. Chúng ta hãy cùng đi xem có những thức ăn gì nhé. Hot dog, trong này là có bánh mì và cái xúc xích. Và đây là nachos, nghĩa là khoai tây chiên và thêm ít sốt và cà chua và phô mai ở trên nữa, quay mình rất là ngon. Ok, mình đã quay trở lại chỗ ngồi, mình đã mua một dĩa khoai tây chiên phủ phô mai, nó gọi là nachos và một cái hot dog. Món nachos rất ngon, còn hot dog thì khá đơn giản. Cũng giống như bóng đá, môn này cũng có 10 đến 15 phút nghỉ giữa giờ cho các cầu thủ và các huấn luyện viên nghỉ ngơi và chấn chỉnh lại. Nhưng khác ở chỗ là môn thể thao này có 4 hiệp và mỗi hiệp là 15 phút.
Vì vậy, sau thời gian nghỉ giữa hiệp này là sẽ là hiệp 3 và sau đó là hiệp 4 cuối cùng. Biểu diễn giữa hiệp rất thú vị, mình chưa xem cái này bao giờ. Bây giờ là vào hiệp 3, những chú trâu Colorado sẽ nhận bóng kể từ khi những chú vịt Ducks đã nhận bóng trong lượt của họ ở đầu trận đấu. Ok, bây giờ chúng ta đã vào hiệp 3 và hiệp 4 sẽ bắt đầu sớm thôi. Có vẻ là những chú trâu không còn cơ hội để lật ngược kết quả của trận đấu. Thường thì khi tỷ số đã quá cách xa, các cổ động viên sẽ bắt đầu ra về và sân vận động trở nên trống trơn. Nhưng với mình sẽ ở lại đây đến hết trận đấu. Đây là một chiến thắng ngoạn mục của Oregon và sự trở lại mạnh mẽ từ Colorado. Thật là một trải nghiệm đáng kinh ngạc và một ngày mùa thu tuyệt vời. Cảm ơn các bạn đã xem và hẹn gặp lại các bạn ở vlog lần sau. Bye bye!